Đây nha cả nhà nhá. Đây là kỳ lâm nhất nha các bác nhá. Đấy thì không biết là các bác là bác nào mà theo dõi kênh em lâu rồi ấy thì sẽ nhận ra được cái cây này. Cây này và cây này. Và đây là hoa của nó đây. Đấy nha cả nhà nhìn nhá, nó là kỳ lâm nhất nha. Đấy thì hai cái cây này nó là cái giống vượt đông của em. Mặt hoa là bay 24 giờ, hoa to, thân to, hoa to. Giống khỏe như trâu. Thì hai cái cây này là năm ngoái là em làm ghi ở trên thân ấy. Thì bác nào xem video của em thì biết, thì cây này chú lấy của cháu là hôm tháng 3 âm lịch. Đấy. Đấy chú lấy từ tháng 3 âm lịch và tháng 2 chứ nhỉ, sau Tết nhỉ. Ừ, sau Tết mà thời gian sau Tết tháng 2 là tháng 2 âm lịch. Là chú ấy về là trồng. Trồng là lucky xuống là trồng là kỹ thuật không chuẩn, là nó đã bị thắt ngọn này. Cái này là mới thắt ngọn thôi nhé cả nhà nhé. Đây là mới thắt ngọn thôi và cây này cũng vậy, mới thắt ngọn. Đấy, thắt ngọn cái là phù thiết hoa này. Không kích, không cung gì cả. À, cái giống này rất là sai hoa. Đây, lũ rất to. À, cái này lẻ mầm gốc này. Đấy nhá cả nhà nhìn kỹ nhá, nó là kỳ luôn nhá. Rồi, tí nữa em về em sẽ quay cây mẹ cho cả nhà và em nói là cái tình trạng đây, cây này là đạt bao nhiêu nhỉ? 70 sen. Đấy, 70 sen. Cái này cũng 80 sen này này. Đấy. Đây là kỳ đuôi trên thân nhá cả nhà nhá. Kỳ dài. Dài dã man. Mà cháu nuôi có bao nhiêu? Nuôi từ cái đợt đấy là cháu làm hoa là nó mới có từ cuối tháng 8, giữa tháng 7. Giữa tháng 7 hoặc cuối tháng 8 dương lịch năm ngoái. Mà nuôi đến tầm đấy chú sang chú lấy. Em chào cả nhà nhá. Em chúc sức khỏe tất cả các bạn xem video nhé. Thì vừa rồi đầu video ấy là em quay cho cả nhà xem là hai cái kỳ mà chú em là lấy cái kỳ đấy. Là đợt này chú lấy là tháng 2 âm lịch ấy, là ăn Tết xong ấy. Là chú sang lấy hai kỳ này của em này. Đấy, bác nào xem video của em lâu rồi ấy, là cái cây này là em đăng tải lên kênh rất là nhiều. Thì bác nào mà theo dõi kênh của em từ đầu ấy là tầm tháng 10, tháng 11, tháng 12 của năm trước ấy, thì các bác đều biết là cái kỳ đấy nó nằm ở trên cái thân này. Thì đây nó là cái vết nách này. Và trên này nó là một vết nách này. Đấy. Thì hai cái kỳ này là em đã chia sẻ cho chú, là chú ấy sang lấy về. Là đợt đấy là cái kỳ đấy là nó dài tầm 70 cm đấy, 70 cm một kỳ đấy. Thì là về là cái kỹ thuật của chú trồng lên chậu là không được cao tay lắm, nên chính vì vậy là nó thắt ngọn. Và hiện tại là nó đã nở hoa, thì cả nhà nhìn này, khuôn hoa của nó đúng nhau đúng chưa. Đấy, bông đấy và bông này nó là như nhau nhá. Thì đây nó là cái cây giống vượt đông của em. Đấy, giống Hòa Bình, giống vượt đông, thân to, hoa to, giống khỏe như trâu ấy cả nhà. Thì đấy là cái tình trạng và cái lợi thế mà em làm kỳ ở trên thân nó là như vậy. Thì cái kỳ đấy đấy là trước đây là cái thân hoa này. À, cái thân này này, thân này của em là lúc đấy là nó vẫn còn chạy ngọn. Nó vẫn còn chạy ngọn nhá cả nhà nhá. Mà nó đã vượt đông rồi đấy. Cây đấy là vượt đông vào năm trước, còn là cái tầm tháng 6 tháng 7 ấy là em kích hoa. Đấy, khi em kích hoa đấy. À, tháng 7 đúng rồi, tháng 7 em kích hoa. Thì tầm giữa tháng 7 và cuối tháng 8. À giữa đúng rồi, giữa tháng 7 và cuối tháng, gần sang tháng 8 ấy. Đấy, giữa tháng 7 thì nó lên ba cái kỳ ở đây. Đấy, và sau đó là đến đầu tháng 8 mà nó nở hoa trên thân này. Thì cái thân này ấy là cái chỗ này này. Đấy, em kích hoa. Cuối cùng em không để ý, không bóc cái vỏ lụa ra hay là nó bị thối chỗ này. Đấy, nó bị thối ngay chỗ này thì em mới xử lý bằng cồn. Là em cứu được cái khúc này. Đấy, nhưng ngược lại thì cái thân này nó bị thắt ngọn. Đấy, chứ không là cái cây này của em mà nó phải chạy lên 2,5 m, 3 m là bình thường. Bởi vì cái giống này nó khỏe lắm.
đây này, là trước em làm hoa trên này. Đấy, và ki ở đây nó lên được 3 cái ki. Và cái ki đấy ấy, là nó cũng vượt đông. Đấy, nó vượt đông là sang đến năm 2021 này là nó vẫn chạy ngọn. Lúc mà chú lấy về cái ngọn nó mở mầm. Đấy, nhưng mà về là kỹ thuật là chăm nó không tốt nên chính vậy này, vì vậy là nó bị thắt ngọn. Thì đấy là cây vượt đông nhá, tình trạng cây vượt đông hoa như vậy nhá cả nhà nhá. Thì bây giờ em sẽ quay cho cả nhà một cái tình trạng như này. Thì đây là cây lá nhựa lá gân hòa bình của em. Đây là cái chậu này đây. Thì cả nhà để ý là cái thân này nó bị gập này. Đấy, nó bị gập. Và bây giờ trên thân nó đây. Rồi trên thân nó ra hết kỳ. Đây là từ đầu ngọn. Đấy. Cho đến lên tận đây. Đấy, là nó ra kỳ tự nhiên hết nha cả nhà nhé. Còn những cái thân ấy mà nó chưa bị gập. Đấy, nó chưa bị gập. Thì chưa hiện tượng gì. Đấy, và những cái thân này cũng vậy. Đây. Đây, cái thân này của nó là cũng vượt, cũng chạy 25 đây cả nhà này. Đấy, em phải treo nó lên đây này. Nó dài quá, treo lên. Nó cũng chạy 25 này. Thì cây này nó không phải cây vượt đông. Cây này nó chỉ là cây mình chăm nó tốt thôi. Thì nó chạy xuyên đông thôi cả nhà. Và kỳ nó cũng lên này, lên tự nhiên hết này. Đấy, cả nhà nhìn này. Thì cái giống hòa bình này đấy, thì mình chăm tưới quá thì nó chỉ ra ki thôi. Nhạ. Chăm tưới quá nó ra ki, nó khó ra hoa lắm. Cây này của em rất là khó ra hoa. Năm trước có trốn hoa rồi, mà năm nay cũng trốn hoa. Tại vì là do cái chế độ chăm của mình. Là như vừa rồi là cả nhà theo dõi kênh em biết là cây này em tưới liên tục. Đấy, nó mùa nghỉ em vẫn tưới. Bởi vì là cái cây này của em ấy là mùa rồi nó không nghỉ, nó vẫn chạy qua đông. Đấy, chạy qua đông. Thì vào đây là cái bộ mầm gốc của nó. Cái đợt vừa rồi là em vặt lá gốc ấy. Vặt lá gốc là lên tự nhiên hết này, không hề kích tí gì. Đấy, không hề kích tí gì. Mà mầm gốc tự nhiên là cả nhà nhìn thấy to chưa? Cực kỳ to. Đấy, gốc của nó đây. Đây em không hề kích, em chỉ vặt lá đi. Đấy, em bảo cả nhà là vặt 5 cái lá gốc đi là tự nó bật lên đấy nhà. Thì đây nó nhá, thì đây nó là một cái biện pháp, biện pháp mà em chia sẻ cả nhà là làm ki ấy, làm ki trên thân. Đây là cái biện pháp mình bẻ gập nó xuống là cây nó bị ức chế thì tự nó sẽ ra ki thôi. Và đồng thời khi mình bẻ gập thân xuống mình để vào cái chế độ mát thì đây em để cái chỗ này nó rất nắng nóng. Đấy, rất nắng nóng nên là nó cũng ra hơi chậm. Nếu mà cả nhà mà để vào chỗ mát ấy, mình chăm tưới đều ấy thì nó bật ki rất là nhanh cả nhà. Nó bật ki rất là nhanh thì nó bị ức chế, mà khi nó bị gãy gập này nó bị ức chế. Thế là khi mình mà tăm tưới tắm mà nó đầy đủ ấy thì nó vẫn truyền được dinh dưỡng lên này. Đấy, nhưng mà nó bị ức chế thì nó bật ki ra. Thì đây là cái biện pháp mà mình kích làm ki trên thân, nó cũng rất là hiệu quả nhé cả nhà nhé. Ok, thì bây giờ em sẽ nói qua một cái trường hợp như này. Thì em sẽ nói về cái vấn đề là như nào là cây thân thủ, như nào là cây thân lá bình thường và như nào là cây lá mít nhé cả nhà nhé. Lá mít, lá tre, lá bình thường là như nào thì cả nhà cùng tham khảo nhé. Thì theo như em tìm hiểu ấy, trước đây em tìm hiểu ấy là cái dòng phi điệp thì mỗi vùng miền nó có một cái kiểu khí hậu khác nhau, nên chính vì vậy là thân lá nó cũng khác nhau, là nó to nhỏ khác nhau cả nhà. Thì theo quy định mà như ngày xưa em tìm hiểu ấy, là cái thân phi điệp ấy là thường thường người ta cho là cái phi của nó, cái phi của nó là cái gì, nó tính là cái đường kính của ngang cái thân này. Đấy, đường kính ngang thân là khi cây thắt ngọn nhé cả nhà nhé, khi cây đã thắt ngọn là lúc nó phình thân đấy, đã phình thân lên rồi. Đấy, thì là người ta tính cái phi và lấy tính cái chỗ mà cái đoạn nó to nhất thì người ta tính là thường thường một cây phi điệp ấy là nó có phi từ 11 đến 15. Đấy, phi 11 đến phi 15 là cái đường kính ấy, đường kính của nó đấy là 11 đến 15. Thì đấy là cây thân lá bình thường. Đấy. Thì khi mà về những cây đấy là người ta tính ở trong rừng nó như vậy, nhưng khi về đến tay mình chăm sóc ở vườn lan ấy
mình có cái chế độ tốt hơn. Thì những cây mà có thể, cây thân lá bình thường ấy, có thể mình cho lên được từ tầm 15 đến 17, đấy, phi 15 đến phi 17, mà thậm chí có cây nào đạt lên phi 18 nhé cả nhà. Thì đấy là theo quan điểm của em thì đấy nó là cái dòng thân lá, thân lá bình thường nhé cả nhà nhé. Còn đến như cái nói về cái dòng thân thủ ấy, dòng thân thủ thì thường thường như là có cái dòng F21 này, F23, F24 đấy. Thì những cái dòng F23, 24 thì em chưa biết, nhưng mà hiện tại là trong vườn em ấy, là cây này nó đã đạt F21 đấy. Thì những cái cây mà thân thủ thân to ấy, là với tiêu chí đầu tiên là cái nhất là lui thân phải to này, nó đạt F21 trở lên đấy. Và cái đồng thời nữa ấy, là cây rất khỏe, rất là to, rất là dài, thì như vậy mới gọi là cây thân thủ tất cả nhà nhé. Còn những cây mà nó phi điệp thì nó cũng có rất nhiều dòng, ví dụ như là dòng phi, dòng hòa bình ấy, thì thân lá của nó, thân của nó rất là dài đấy, thậm chí của mình có thể nuôi lên 1m8, 2m tất cả nhà nhé. Nhưng mà cái thân của nó nhỏ, nó dưới F21 thì vẫn gọi là thân lá bình thường thôi tất cả nhà nhé. Thì với em là tiêu chí mà một cây thân thủ thì nó phải đạt tiêu chí là từ F21 trở lên này đấy, F21 trở lên, và nó cực kỳ là to đấy, nó đạt từ 1m5, 2m đến một cây trưởng thành, thì em cho nó là cây thân thủ tất cả nhà nhé. Thì bây giờ em sẽ nói đến cái vấn đề là phân biệt lá. Thì theo em được biết thì nó có mấy những cái dòng lá sau đây. Thì thứ nhất là lá tre đấy, thứ hai là lá bình thường, và thứ tư nữa tiếp theo là lá mít đấy. Em nói qua đặc điểm đó. Thì thường thường lá tre đấy, nó còn một loại lá nữa gọi là lá nhựa lá gân đấy. Thì lá nhựa lá gân thì lá nhựa lá gân như thế nào, thì khi cái bản lá của mình này, như cả nhà nhìn trên lá mình ấy đấy, nó nổi rõ gân đấy, rõ gân, gân này sờ lên mà nó cứ răm ráp 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 có gân ấy, gọn gọn tay ấy, thì gọi là lá gân. Và lá nhựa thì là cả nhà sờ vào nó cứng như là một cái miếng nhựa đấy. Ở đây em có cây nào đây, ví dụ như này đấy, cả nhà nhìn là rõ gân này, mà sờ vào nó rất là cứng, nó cứng và nó dày hơn những cái lá bình thường, thì đến cái nó gọi là lá nhựa lá gân này nhá. Thế còn lá tre thì cái bản lá của nó sẽ nhỏ và nó dài ra, nó nhọn nhọn này, nó giống cái lá tre ấy, thì gọi là lá tre. Còn cũng có cái bản lá bình thường ấy, là bản lá bình thường là nó sẽ to hơn cái lá tre nhé cả nhà nhé. Còn lá mít ấy, lá mít thì ở đây em không có cây lá mít nào cả, em không có cây lá mít nào. À đây, ví dụ lá như này thì em gọi là bản lá chung này. Đây, bản lá nó sẽ to này, to hơn lá tre và nó bầu bĩnh hơn lá tre, nhưng nó dài, nó dài, thì như này thì em gọi là lá chung, tầm lá chung nhé cả nhà nhé. Còn lá mít của nó đấy, đây em lấy cái cây kiểu làm ví dụ. Thì cả nhà cũng tưởng tượng cái lá mít ấy, đây, cái lá nó cứng ngắc như này, cứng như bánh đa nha. Tiêu chí đầu tiên ấy là cái lá mít nó phải cứng. Thì cái giống lá mít thì cả nhà biết nó cứng mà, sờ nó kiểu dạng như lá nhựa cứng cứng ấy. Đấy, thì đấy là cái tiêu chí đầu tiên. Và thứ hai là cái bản lá của nó sẽ nhìn nó bầu bĩnh. Đấy, bầu bĩnh thì cả nhà nhìn này, đây là cái phần chia rẽ của hai cái, của cái ngấn lá ở giữa. Thì cả nhà để ý một cái bản bên một bên này nhé, thì nhìn nó từ đầu này đến cái đầu này, đây, từ gốc quả lá đến cái đầu ngọn của lá, thì nhìn nó bầu bầu, nó đều đều như nhau đấy, nó đều đều như nhau đấy, thì được coi là lá mít. Và cái hai nữa, cái tiêu chí nữa ấy, là cái bản lá mít nó phải ngắn, nó ngắn nhá cả nhà nhá, nó phải ngắn đấy. Ví dụ là em tính ở đây là nó có cái tỷ lệ là 1:2, cái bản ngang này, đây là cái bản ngang, và so cái bản dài của nó là 1:2, và cao hơn nữa là 1 đến 2 rưỡi nhé cả nhà nhé. Thì đấy thì em mới cho là cái là lá mít. Thì đây là cái quan điểm riêng của em thôi, thì cái tiêu chí em đặt cho cái lá mít nó là như vậy nhé cả nhà nhé. Còn những cái lá mà bản lá nó cũng đều đều như này đấy, nhưng mà nó dài thuẫn ra, nó dài thuẫn ra, hai là cái đầu nó nhọn này, và hai là cái bản này ấy, cái bản này của nó thì nó hơi nhọn một tí, nhọn thì như này. Thì em không cho là lá mít, nhưng mà em đây cho là cái lá to thôi nhé cả nhà nhé. Thì cái bản lá mít này ấy, và có một cái tiêu chí nữa em đặt ra đấy là, ví dụ như là từ lá gốc cho đến lá ngọn, từ cho lá gốc đến lá ngọn, thì cái bản lá của nó là từ gốc đến ngọn nó cũng đều đều như này
đấy, nó cũng từ lá gốc đến ngọn và nhìn nó cũng phải là bầu bĩnh nhé cả nhà nhé. Còn nếu như mà những cái cây mà cái lá gốc mà nó tròn như này đấy, nhiều cây lá gốc còn tròn hơn đây cơ, nhưng mà khi càng lên cao ấy, càng lên cao ấy, mà cái bản lá nó cứ dài thuẫn này. Đây em ví dụ như cái bản lá nó dài thuẫn ra như này đấy, nó dài mà nhìn nó không bầu bĩnh, nó không đều đều như nhau thì em cũng không cho là lá mít nhé cả nhà nhé. Thì đây nó chỉ là cái quan điểm riêng của em thôi, thì cái tiêu chí của em đặt ra với cây lá mít nó là như vậy. Thì trước đây ấy, em quay ở trong vườn em ấy thì rất nhiều cây cái bản lá to đấy, không biết đâu hết rồi. À, cái như cái cây ta ly hôm nọ em chia sẻ mọi người ấy, là cái bản lá rất to. Thì đây nhiều bác cũng bảo em là một cây lá mít đẹp đấy, ví dụ như là cây này đây, các bác nhìn như này bảo bản lá mít, cây lá mít đẹp thế đây. Đây nhưng mà em cũng nói thẳng luôn là em không có cây lá mít nào cả, mà đây nó chỉ là những cây bản lá to, bản lá chung là do mình là mình chăm sóc đầy đủ chế độ đấy, phân do đầy đủ, nắng gió đầy đủ đấy, thì nó gặp cái điều kiện tốt nhất thì bản lá nó to như vậy thôi. Nhưng cả nhà để ý này, cái bản lá nó vẫn dài này, kể cả là gần dưới gốc này nó vẫn cứ dài này đấy, bản ngang của nó là cũng phải tầm hơn 3 phần đây này, là 1/3 này. Nên là những cái bản lá như này em không cho là lá mít nhé cả nhà nhé, mà chỉ là một cây lá to thôi. Rồi ok, thì hôm nay em chia sẻ với mọi người một số vấn đề như vậy và thân lá, thì cả nhà xem cùng tham khảo nhé. Thì kiến thức của em là nó chỉ có đến như vậy, thì các bác xem video thì thấy em còn thiếu sót ở chỗ nào hoặc sai chỗ nào thì cả nhà là comment là góp ý cho em nhé, để em rút kinh nghiệm nhé cả nhà nhé. Rồi em xin chào cả nhà và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nhé.